Các em thân mến, để tiếp tục ở bài học trước, ở bài 4 là chúng ta đã có cái phần thầy hướng dẫn cái phần các em dựng hình vẽ tranh của cái bài đề tài phong cảnh quê hương. Thì ở bài 5 thầy và các em lại tiếp tục là chúng ta bước qua sang cái bước vẽ màu nha các em. Thầy cho các em xem một số những hình ảnh phong cảnh mà chúng ta có thể chúng ta tham khảo. Là vẽ tranh lụa các em. Phong cảnh nông thôn. Lũy tre. Tranh thoát nước. Rồi ở cái phần vẽ tranh thì chúng ta cũng phải lưu ý cho thầy bước tìm và chọn nội dung đề tài. Tốt nhất là chúng ta chọn lựa cái phong cảnh của làng quê. Đây là một số những cái phác thảo bằng bút sắt. Có một số họa sĩ ở cái phần này thì thầy đã hướng dẫn em chúng ta chọn lựa và lọc hình rồi. Bây giờ qua tới bước vẽ màu. Qua tới bước vẽ màu thì thầy lưu ý em là khi mà chúng ta vẽ tranh phong cảnh làng quê thì chúng ta cũng phải chú ý vào cái tỷ lệ luật phối cảnh xa gần mà thầy đã hướng dẫn. Và trong cái bức phong cảnh làng quê thì chúng ta sử dụng màu nó nhẹ nhàng, có thể sử dụng màu gam nóng hoặc là gam lạnh nha các em. Là một số bài vẽ của học sinh nè, để cho các em tham khảo ha. Các em thấy cũng rất là dễ dàng. Chủ yếu là bố cục của chúng ta đẹp. Và thầy lưu ý là khi mà vẽ tranh phong cảnh thì chúng ta nên là để cái phần tầm mắt là nó ở trên cao thì chúng ta sẽ thấy được cái sự trải rộng của cái bức tranh hơn. Các em. Em làm tham khảo cho thầy ha. Nếu bức tranh ở phần thực hành thì các em về nhà các em vẽ một bức tranh đề tài phong cảnh theo ý thích của bản thân của các em. Thì chúng ta sẽ làm bài trên khổ giấy bé A4 nha. Tiết 1 thì các em đã dựng hình rồi. Tiết 2 là chúng ta vẽ màu. Thì chất liệu là thầy cho các em tùy chọn là màu sáp, màu bột hoặc là màu nước.